Sao vậy Kim? Con nói gì vậy? Tự chơi nha, con tự chơi hả? Nè, mỗi lúc mà mình làm công chuyện gì là mình sẽ bỏ ẻm lên đây để ẻm chơi với con Hồng Hồng này nè. Chơi nó cũng được lâu lắm, có khi cả nửa tiếng, tiếng gì đấy. Lúc nào cáu thì sẽ la lên, thì khóc. Đó, còn bình thường thì cứ vậy đó, nằm nói chuyện mình luôn. Đây là cái gối chống trào ngược. Loại này là của Nhật, nó là cao su non ở trong, nên nằm nó này nó góc nghiêng nó 15 độ, đỡ đỡ bị ọc sữa khi mà em còn nhỏ. Giờ mặc dù nó lớn thì nó đỡ tình trạng đó, nhưng mà vẫn cho nó nằm cho nó đỡ. Nằm thẳng quá nó cũng dễ bị ọc sữa mà khó chịu, gây khó chịu. Tại vì mình không có cho nó nằm gối á, tại vì gối thì sẽ ảnh hưởng đến cột sống của trẻ còn nhỏ, nên là cho nó nằm cái giường này thì nhất nó có cái độ cao thì nó cái đầu nó sẽ hơi cất lên. Trời, nó la kìa, nó sẽ nhìn thấy được mọi thứ nó ở cái tầm nó dễ chịu hơn. Còn cho nằm ngang qua thì không nằm gối gì nữa. Trời ơi, nó la. Nó sẽ nằm gối, không nằm gối mà nằm ngang trên mặt phẳng thì nói chung cũng tốt với cột sống lưng, nhưng mà em bé sẽ cảm giác nó khó chịu hơn. Cái này thì nó vẫn đảm bảo là xương xương sống của em vẫn thẳng nha, tại vì cái này trong đơn niệm cao su non nó cũng bền lắm đó. Đó, bực bội đó. Sao sao vậy Kim? Sao con mét mẹ đi, mày xử lý cho, lại là con Hồng Hồng nữa sao? Miếng 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 miếng. Cái giường này thì nói chung lúc nào mà mình tiện thì mình cũng cho em bé bú sữa trên cái giường này luôn, không cần phải bế sơ xuống. Thì cho con Ti nha. Đây đây đây, mẹ cho Ti, mẹ cho Ti. Mẹ cho Ti, mẹ cho Ti đây. Con nó bụng rồi mẹ ơi, con tự cầm mình sữa chưa có tự cầm được, nhưng mà sẽ lấy hai cái tay nắm vậy đó. Cái này thật ra là kim lớn rồi thì đáng lẽ là uống bình sữa to, nhưng mà tại vì mình pha có cái bình sữa nhỏ thì mình tận dụng chưa rửa bình sữa thì sẽ pha hai bình nhỏ này cho em Ti. Nhưng mà núm Ti thì mà vẫn đảm bảo là núm Ti số 2 của Hezen, tức là đảm bảo cái giọt sữa nó có đủ đúng cái cỡ tuổi của thiên kim á, là từ 3 tháng. Còn bình thì mình gắn cái bình nhỏ mình tận dụng thôi. Thật ra cái đợt mình mua bình sữa này nó cũng hơi bị phí á, nhưng mà đúng thật là Hezen họ ra một cái bài toán về bán hàng rất là tinh vi, bắt buộc người ta phải mua, tâm lý là phải mua từ bình nhỏ đến bình lớn. Tại vì cái bây giờ thì sẽ uống nhiều là cái sữa Meiji của Nhật á, mà Meiji mà bây giờ nó có loại Meiji thanh á, thì một thanh của Meiji như vậy á thì nó là 5 viên, một viên của Meiji là sẽ pha được 40 ml. Như vậy thì nếu như cái bình này 60 ml thì mình sẽ pha là một viên rưỡi đấy. Cho nên là nếu như mà mình muốn tiện thì mình phải là hai viên, thì 80 thì bắt buộc mình phải đổi bình mới. Chứ còn nếu như mình cứ pha một viên rưỡi, mình cứ bẻ nửa phân nửa sữa ra thì nói chung nó hơi bất tiện một chút xíu, thì lại bắt buộc phải lên bình mới. Rồi ví dụ như bây giờ nha, Thiên Kim đã lên bình là con uống đàng hoàng đi Kim, đó nó muốn đẩy ra thấy không, uống đàng hoàng đi Kim. Kim không bây giờ Thiên Kim đã lên cái bình lớn hơn cái bình này một chút xíu, là bình 150 ml. Đấy, thì 150 ml nó tiếp tục nó lại lẻ với cái viên số viên của Meiji. Tại vì 150 ml thì tương đương với 120 là nó sẽ là 3 viên. Thì 4 viên á thì nó phải là 160, 160 ml thành phẩm sữa. Mà bây giờ cái bình thứ số 2 của Hezen này nó chỉ có 150 ml thôi. Thì như vậy bắt buộc mình phải mua một cái bình lớn hơn. Mình phải mua tiếp tục lại, tiếp tục phải mua một bình lớn hơn để cái số số viên sữa pha mỗi lần nó chẳng, nó không có bị lẻ, nghĩa là mình không phải bẻ nửa viên nữa. Kim uống đàng hoàng đi con. Nào nào uống đàng hoàng nào. Đấy, cho nên là hôm bữa mình cứ mình ngồi mình nghiệm ra thì mình thấy sao nó đúng là người ta thiết kế dựa trên nhu cầu.
và người ta có cái khảo sát thị trường uống kinh ấy. Tiếp tục nha, bây giờ cái bình số 3 của Hezen á thì cái ml đó là 240ml, thì 240 các bạn chia cho 4 đi là nó vẫn bị lẻ tiếp, bắt buộc nó ta kim chúng ta lại phải nâng lên bình cao nhất. Thì thật ra một cái mẹo hôm trước, thật ra mình có được cái bạn mà tắm cho em kim mỗi ngày, bạn nói là chị nên mua thật ra mua hẳn một cái bình to luôn, tại vì mình mua bình nhỏ thì rất là phí, bởi vì bình nhỏ này khi nó lớn lên nó không uống được nữa thì chắc thì mình sẽ bỏ lại, nhưng mà bình lớn rồi mình cứ mua cái bình lớn, sau đó mình mua cái núm ti size nhỏ, mình gắn vô núm ti thì có khoảng 200 mấy một núm ti thôi, như vậy thì nó sẽ tiết kiệm hơn cái việc mình mua bình, mình cứ phải đi theo cái dòng bình của nó là từ số 0, số 1, số 2, số 3. Thì nói chung là khi mà em lớn rồi những cái bình nhỏ mình sẽ không dùng được nữa thì nó sẽ phí, bỏ đi. Ví dụ như bây giờ cái bình này thật ra là bây giờ mình cứ cố mình pha hai bình nhưng mà rất là mệt, tự nhiên đi pha một cữ sữa, đi pha hai bình sữa rồi đi rửa hai cái bình sữa thì nó rất bất tiện, bắt buộc phải mua bình mới. Nên bây giờ kim là sở hữu đủ các dòng của Hezen luôn á, thì vài bữa mà em mà lớn lên ví dụ 6 tháng 8 tháng thì bắt buộc là phải mua cái loại bình lớn nhất của Hezen, hình như là 300 mấy chục ml á, thay vì lúc đó mình mua hẳn luôn là hai cái dòng bình lớn thôi, mình mua cái dòng 240ml. Kim uống đàng hoàng đi con, không uống vừa đói mà vừa muốn giỡn là vậy nè, đó không uống giật gà, thấy không đó, lên mặt con hết rồi kìa, thấy không, là mua cái dòng bình 240ml với lại 300 mấy đó, mình mua hai cái đó thôi rồi bên trong mình thay cái ti. Còn ví dụ như là mẹ mà sợ mà cái bình sữa mà nó bị bọt khí, ví dụ tại vì thật ra một bình sữa như thế này mà mình pha sữa với cái lượng sữa đầy cái bình đó thì bọt khí trong cái bình nó sẽ càng ít. Còn nếu như bây giờ cái em còn nhỏ mà mình lại cho tiêm một cái bình lớn như vậy thì thật ra thì mình sẽ chịu khó bóp cái bọt khí từ cái nắp cái nút này nè. Ôi gớm quá Kim ơi, ôi no, mình sẽ chịu khó bọt cái bọt khí ở trong bình ra. Cái này là hôm bữa cái bạn kia bạn cũng chỉ mình, ví dụ vậy nè, các bạn thấy nó nghe không, nghe cái tiếng không, bóp sâu sâu xuống đây, bóp ở trên thì nó bị dính cái nấm của em, nó thì mất vệ sinh đó, bóp ra bóp hết bọt khí ra thì ở trong đó là chân không, nó sẽ đỡ. Thật ra em bé thì nó ti xong nó thổi bọt khí vô rất là nhiều nha, nên nhiều khi giữa cửa bú mình giật ra mình bóp nữa, tại vì khi hút bọt khí vô nó bị nó cục đó. Cái bình này nãy mình pha đầy, nghĩa là trong đây không khí rất là ít rồi, mà em ti một hồi em thổi vô một đống không khí, nó bóp nãy giờ mấy chục cái là nó vẫn kêu, thấy không nè, con ti tiếp đi. Này là nãy cử queo của Kim bây giờ là 120ml mà. Trời ơi. Đó. Đó. Uống đàng hoàng đi con. Trời ơi đó. Trời wow. Dơ cái bình rồi. Thôi đừng có thể hiện sức mạnh ở chỗ này. Chỗ này không cần phải thể hiện sức mạnh đâu con. Không có cần thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình đâu con. Mẹ phải lại bóp vật khí ra cho con nè. Hai cái giỏi em. Ta ra trọng vía là Kim uống được Meiji từ lúc sinh ra luôn. Từ lúc sinh ra thì sữa mình ít thì Kim uống sữa Meiji hẳn luôn, tới giờ thì nói chung là tiêu hóa bình thường. Nhưng mà nói chung là mấy bạn nhỏ uống sữa công thức thì cái phân nó đi nó sẽ màu xanh nha. Phân nó đi nó hơi xanh, nên là nếu như mà tình trạng này mà em vẫn bú bình thường, vẫn tăng cân thì không có gì đáng lo ngại. Kim ơi Kim, con mẹ đang quay clip con nè, cho mấy ông bà cô chú coi nè, mấy anh chị coi mà con làm cái gì vậy. Con nãy giờ con uống đàng hoàng coi, cho mấy cô chú xin vía coi. Uống gì mà vừa uống vừa bơi vậy con. Lúc nào bơi, lúc nào uống chứ. Đúng rồi, con uống đàng hoàng đi. Uống đàng hoàng đi. Đúng rồi, uống đúng rồi, giỏi quá. Trời ơi, giỏi quá Kim ơi. Giờ em chưa có cầm được bình sữa, nhưng mà hai tay bắt đầu đã dịnh cái bình sữa, đã sờ cái bình sữa rồi, bắt đầu đẩy ra, tức là muốn điều khiển cái bình sữa nhưng mà chưa có điều khiển được. Tức là biết cái đó là cái đồ ăn của mình nhưng mà chưa có điều khiển được nó. Vơ rồi nhìn, nó có hôm thì nó nhìn lên cái đỉnh này nè. Nó nhìn lên cái kiểu như là ủa cái này là cái đồ ăn của mình đúng không ta vậy đó. Thì thường á, nếu như lúc em còn nhỏ mà nằm trên cái gối này thì nó sẽ hạn chế được ọc sữa lên khi mà ti. Tuy nhiên thì mình khuyên là cũng nên là vác lên vỗ ở nha, chứ để không như vậy thì chỉ phục vụ được cái lúc mà cho ti thôi. Nhưng mà lúc sau thì cũng phải vác lên vỗ ở, giống như tư thế vỗ ở của các bác sĩ hướng dẫn á. Đó, tự chơi cái bình, tự nắm cái bình ra không mà chưa có biết. Đây con còn miếng nữa, con ti hết đi.
nào còn miếng nữa đi hết, đẩy 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 mạnh lắm, cái lực đẩy mạnh lắm, mình không có cản là được, cản là dính trúng trúng mà nào đó rồi xong dính vô đồ này nè. Trời ơi, sao nay ti gì có 60 ml mà con làm gì con cự gì vậy? Yên nè, đang nói tới đâu mất tiêu, quên mất tiêu nè, mẹ đang nói tới cái gì mẹ quên mất luôn nè. Thật ra theo tiêu chuẩn của sữa Meiji thì Kim vẫn đang bú ít hơn so với cái lượng sữa và cái số cự, tức là thật tổng tổng lượng sữa Kim bú một ngày thì vẫn kê vẫn đảm bảo theo cái tiêu chuẩn của sữa Meiji, nhưng mà cái số cự thì thật ra nó đang bị nhiều hơn. Mình đang chiều Kim quá vì mình không có để cho con thiệt là đói mới ti á. Đó, sạch đó. Đó đó, ai biểu con. Mình không có để cho Kim thiệt đói thì mình mới cho ti. Tại vì khi vậy các bạn tập được những cái cử của con thì nó sẽ đỡ vất vả cho mình hơn, còn mình thì đa số thì con cứ kêu là mình cho thôi chứ cũng chả tập gì mấy. À nãy đang nói tới cái trào ngược đúng không? Nó vỗ ợ, có hai đứa thấy vỗ ợ là vỗ ợ vác lên và vỗ ợ ngồi. Thì mình thấy cái nào nó cũng hiệu quả, thường thì mình thấy cái vác lên nó hiệu quả nhanh hơn. Như các bạn phải vác cho ti xong một hồi xong phải vác, nói chung là cũng phải 10 đến 20 giây, 30 giây gì đó, chứ đừng có vác liền, nhiều khi em nó bị ọc. Vác mà sốc quá là nó sẽ ọc luôn, nó chưa kịp ợ là nó ọc ra luôn. Mà nó ọc thì sữa nó dễ lên mũi, nó dễ làm gây nghẹt mũi, viêm mũi coi cho em. Khi mà còn con miếng nữa con. Con ti hết giỏi coi. Cho bà cô chú khen nè con. Trời ơi nó ngồi nó giải nhưng lăng quăng. Tại vì Kim cứ nhìn thấy cái bạn hồng hồng này là không có ở yên được. Giao tiếp với nó nhiều lắm. Nó cứ đung đưa trước mặt em á. Rồi đúng rồi, còn miếng nữa nè con. Miếng nữa thôi. Ừ miếng nữa. Miếng nữa bây giờ là 5 giờ. Thật ra bây giờ Kim cũng vô cử rồi. Ví dụ sáng 9 giờ. Rồi là 9 giờ 120, rồi cái là 11 rưỡi, rồi bắt đầu 2 giờ, rồi 5 giờ, rồi 7 giờ, rồi 9 giờ tối. Đó, vậy đó. Nói chung là cũng 6-7 cử, 120. Thì nhân lên nó tổng nó cũng bằng. Ờ giỏi quá, kêu cái tít luôn. Rồi hết rồi, em ti hết rồi mẹ ơi, giỏi quá. Thật ra thì ti như thế thì hết thì không có bị phí sữa, nhưng mà hôm trước mình có đi khám bác sĩ nói đừng nên cho em uống hết một cái bình như thế này, nên chừa lại cái phần này nè, chừa lại cái phần núm này nè. Tại vì nó hút một cái cuối á là sẽ dễ bị không khí vô bụng đó. Thì nói chung tùy thôi, mà kỹ thì mình lấy, còn không mình thôi. Sao cũng được. Rồi lát nữa mẹ quay mấy cái bình sữa cho mấy bà cô chú coi ha, để mình mấy bạn nào mà chưa có sinh nè, mấy chị mấy anh mấy gì mà chưa có sinh đó, người ta biết về bình sữa Hezen để người ta mua người ta làm, người ta đỡ tiết kiệm này con nhá. Kim nhá, giờ Kim no rồi mẹ ẩm lên vỗ ở nha. Em Kim xinh đẹp, cái gì cũng màu hồng hết á nè, cái gói mẹ mua cũng màu hồng nè. Cái gì cũng màu hồng hết, con thích màu hồng cơ. Đó, cái mũi nghẹt quá, rồi xong, lát bị hút mũi rồi. Tại vì Kim sinh mổ cho nên là cái mũi vẫn rè, nên là cứ 3-4 ngày mình phải hút mũi Kim lần. 3-4 ngày hút một lần. Rồi bây giờ mình vô ở nha con. Bye bye ông bà cô chú, con đi vô ở rồi. Mẹ con vô ở nên mẹ không có quay được. Tìm đến tèm, bye bye đi con. Con bye bye, tìm. Tin. Đây là cái bình sữa của Kim. Thật ra là bình nhỏ này Kim có tới 4 bình. Là cái bình nhỏ này là 60 ml nè. 60 ml. Thật ra 60 ml bây giờ nấm ti cái này là số 2 hết rồi. Số 1, số 2 hết rồi, không còn nấm ti số 0 nữa. Tức là bình này là bình nhỏ 60 ml. Thì cái nấm ti sẽ là số 0, là dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 1 tháng tuổi á. Và cái bình này là, cái dòng bình này là bình 150 ml. Thì Kim có tới 150 này Kim có tới 4 bình. Kim có tới 4 bình thì nấm ti này mình cũng thay hết là số 1, số 2 cho phù hợp với cái tốc độ bú của con này. Có bình này là bình mình mới mua là 240 nè, đó. Thì bình này bình số 3 của Hezen. 240 này thì là nấm ti số 2. Đấy, thì dài hơn là phải mua cái bình 300 mấy là nấm ti số 3, là từ 6 tháng trở lên đó. Đó Kim là sở hữu mấy cả mấy cái dòng bình như thế này luôn. Hơi phí, mua quá trời bình nhỏ. Cho nên là mình nghĩ là mấy bạn mua cái bình này, bình này nè, bình này, mấy bình lớn hơn, bắt đầu mình sẽ thay nấm ti nhỏ vào những cái bình này,
rồi mình pha, rồi mình pha ví dụ như là 40 ml, thật ra sơ sinh mới đẻ ra mà 3 ký mấy, mới sinh ra 3 ký mấy thì bạn cũng có thể cho 40 ml rồi. Bắt đầu là mình sẽ bóp bóp khí ra rồi lên 60 ml nè, rồi lên 120 nè, nhanh lắm mấy bạn thì bú nhanh lắm. Cứ bây giờ cái bình nhỏ này là Kim có tới 4 bình là sẽ bỏ đó, là sẽ để dành bú những cái cử đêm mà ít á, thì vẫn thêm những bình này vào. Con kêu gì vậy? Kêu má hả? Mẹ. Daddy, mommy. Kêu đi con. Daddy, mommy. Yep. Yep. Làm bành cái chân rồi vậy Kim. Kêu ba đi, bữa con kêu ba. Ba. Thôi không quạo. Ờ sao con quạo? Đang chơi mà quạo là sao? Ờ đồ ẩm rồi đó. Chán rồi đó, chơi chán rồi đó. Sao? Sao con quạo này, nói mẹ nghe. Ờ, không chơi nữa hả? Ờ con chán rồi. Ờ con chán rồi. Mẹ đừng dụ con chơi với nó hoài. Ờ mẹ ẩm con đi. Ờ con nói vậy hả? Con kêu đi, con kêu mẹ ẩm con đi, mẹ ẩm. Sao? Con kêu thôi, con kêu thôi, con kêu thôi. Con kêu thôi. Để chơi nó tiếp nha. Mẹ làm công chuyện à. Cứ rứt. Cứ rứt con ơi. Trời ơi, cười mà nhăn cái mắt quá à. Tóc con xanh nó quẹo cái này kìa. Kim ơi, Miss Kim. My name's Kim. My name's Kim. Gì vậy? Nhìn áo mẹ hả? Nhìn áo mẹ có mấy cái hình này hả? Mấy cái hình này vui 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 hả? Đờ. Đờ lờ. Vì mày con chơi tiếp đi nha. Thôi à. Rồi mẹ đi xuống đây không chơi con đâu.